chào các bạn, tôi đang đứng tại trước cổng nhà tù Cái Trang. Đây là nơi mà nghi phạm Đoàn Thị Hương đang bị giam giữ sau cả khi liên quan đến cái nghi án Kim Trung Nam kể từ ngày 15 tháng 2 đến nay. Đoàn Thị Hương đang ở trong một những nhà tù lớn nhất của bang Selangor, và khu vực nhà tù này thường là dành cho những nghi phạm mà có trọng án, ví dụ như án tử hình hoặc là án ma túy. Trao đổi với cả phía sứ quán Việt Nam tại Malaysia thì họ nói rằng là sứ quán đang rất là cố gắng trong các nỗ lực bảo hộ lãnh sự. Sứ quán đã đến thăm Đoàn Thị Hương 5-6 lần, và sứ quán cũng đã chọn những cái luật sư tốt để có thể là hỗ trợ cho Đoàn Thị Hương. Trong những lần gặp gần nhất thì sứ quán thấy là cái tinh thần của anh Đoàn Thị Hương khá là tốt và tương đối bình tĩnh. Hiện thì luật sư của Đoàn Thị Hương cũng đang ở Việt Nam để có như là gặp gỡ làm việc với cả Bộ Ngoại giao và cũng như là gặp gỡ với cả gia đình. Phiên tòa xét xử tiếp theo của Đoàn Thị Hương sẽ vào ngày 13 tháng 4 tới, và Dinh.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin thêm cho các bạn.